Thanh Trường, anh Thư, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Khi yếu đuối là mạnh mẽ, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Jeremy chương 20, câu 7 đến câu 13, bản truyền thống Hiệu Đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã thuyết phục con đã bị Ngài thuyết phục, Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con cứ làm trò cười cho thiên hạ, mọi người nhạo báng con. Mỗi lần con nói thì con phải la lớn, con phải gào lên, bạo lực và hủy diệt. Vì lời của Đức Giê-hô-va mà con bị nhục mạ và chế giễu suốt ngày. Nếu con nói, tôi sẽ không đề cập đến Ngài nữa, tôi sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa, thì lời Ngài như ngọn lửa thiêu đốt lòng con, âm ỉ trong xương con, cơn mệt mỏi vì nín lặng, không sao chịu được. Vì con có nghe những lời sầm xì, kinh hãi tứ phía, hãy tố cáo, chúng ta hãy tố cáo nó đi. Tất cả các người bạn thân của con đều trông cho con vấp ngã. Chúng nói, biết đâu nó sẽ bị mắc lừa, chúng ta sẽ thắng nó và trả thù nó. Nhưng Đức Giê-hô-va ở với con như một dũng sĩ đáng sợ. Vì thế, những kẻ bắt bớ con sẽ vấp ngã, không thắng nổi con. Chúng sẽ thất bại và nhục nhã ê chề, nỗi nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài là đấng dò xét người công chính, đấng nhìn thấu lòng dạ và tâm trí. Xin cho con thấy Ngài báo thù chúng, vì con đã giải bày việc con với Ngài. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã giải cứu linh hồn người nghèo khó khỏi tay những kẻ ác. Câu gốc hôm nay được chép trong Jeremy chương 20 câu 18. Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ để thấy cảnh cực nhọc lo buồn, cả đời mang sỉ nhục? Real đã bị bỏ tù 2 năm vì phục vụ Chúa Giê-xu. Anh đã đọc những câu chuyện về các giáo sĩ luôn cảm thấy vui mừng trong suốt thời gian bị giam giữ. Nhưng anh thú nhận rằng, đó không phải là trải nghiệm của anh. Anh nói với vợ mình rằng, Chúa đã chọn nhầm người để chịu khổ cho Ngài. Người vợ trả lời, không đâu, em nghĩ có lẽ Ngài đã chọn đúng người. Đây không phải là một sự tình cờ. Có lẽ, Rio thấy mình giống tiên tri Jeremy, người đã trung tín phục vụ Chúa bằng cách cảnh báo Giuđa rằng, Chúa sẽ sửa phạt họ vì tội lỗi của họ. Nhưng sự đoán phạt của Chúa vẫn chưa xảy ra, và những người lãnh đạo của Giuđa đã đánh ông và cùm ông lại. Jeremy trách Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã lừa dối con. Ông nghĩ rằng Chúa không thể giải cứu. Lời Chúa chỉ khiến ông bị nhục mạ và chế giễu suốt ngày. Jeremy nói, đáng nguyền rủa cho cái ngày tôi chào đời. Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ để thấy cảnh cực nhọc lo buồn, cả đời mang sỉ nhục? Cuối cùng thì Rio cũng được thả. Nhưng qua thử thách đó, anh bắt đầu hiểu rằng có lẽ Chúa đã chọn anh giống như Ngài đã chọn Jeremy. Bởi vì anh yếu đuối, nếu anh và tiên tri Jeremy mạnh mẽ thì có lẽ họ đã nhận được lời khen ngợi vì sự thành công của mình. Nhưng nếu họ yếu đuối thì mọi vinh quang cho sự kiên trì của họ đều quy về Chúa Giê-xu. Sự yếu đuối của anh đã khiến anh trở thành người hoàn hảo để Chúa Giê-xu sử dụng. Bạn cảm thấy mình đặc biệt yếu đuối ở điểm nào? Làm thế nào bạn có thể biến điểm yếu của mình thành lợi thế thuộc linh đáng kể? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa Giê-xu, quyền năng của Ngài được bày tỏ trong sự yếu đuối của con. Con xin thú nhận những thất bại của con để con có thể khoe mình trong Ngài. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa mỗi ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.